Hello, xin chào mọi người. Thì bữa hôm nay mình sẽ tiến hành experiment một cái ví dụ nhé, một cái example kết hợp các cái bài học từ các buổi trước. Đấy, từ đấy thì mình sẽ cho mọi người hình dung được cái application mình nó chạy như thế nào. Đấy, khi mọi người viết viết code ứng dụng theo cái phong cách là hướng đối tượng nhé. Ok, thì hôm nay mình đi vào phân tích. Ở các cái buổi trước thì mình đã phân tích code cho từng cái đối tượng nhỏ rồi, đúng không? Từng module nhỏ một, đúng không? Thì mọi người có thể thấy ở đây là trong cái ví dụ example của mình ấy, thì trong project demo này nó sẽ có các cái đối tượng là đối tượng nhất là RTC, đúng không? Đối tượng thứ hai là LCD, và mình sẽ làm việc với hai đối tượng này. Đấy, để mà mình có thể là đọc được cái thời gian thực từ hệ thống và hiển thị lên trên cái màn hình LCD nhé, thì mình dùng hai đối tượng này. Ok, thì như code của các cái đối tượng thì mình cũng phân tích ở buổi trước rồi, thì mình sẽ không nói lại nữa. Thì mình sẽ phân tích code ứng dụng tổng thể luôn, và sau đấy có một cái example demo nối mạch nối dây cho mọi người xem nhé. Thì mọi người có thể hình dung được cuối cùng thì cái ứng dụng mình nó chạy như thế nào nhé. Ok, thì mình sẽ phân tích trực tiếp vào hàm main luôn nhé, đi trực tiếp vào hàm main luôn. Trong hàm main này thì mình sẽ khai báo ở đây là một cái đối tượng LCD EIC, được chưa? LCD EIC và một cái object là đối tượng RTC. Ok, một cái đối tượng là một cái pointer có kiểu là LCD common. Một cái đối tượng LCD common có kiểu là LCD ở đây, đúng không? Nhập sau mọi người đây. Đây bản chất là con pointer thôi. Từ đây đầu tiên mình init các cái clock cũng như là init driver hồn đấy. Thế sau đấy thì ở dưới này mình có init thằng RTC, tức là mình sẽ init cái bộ đếm thời gian thực trong con chip của mình lên nhé. Tiếp theo là mình sẽ init cái LCD EIC lên nhá. Mình sẽ init LCD EIC lên, dùng con pointer này trỏ vào vùng nhớ của LCD này, sau đó init lên, check cái LCD tile, và init xong rồi kiểm tra cái LCD tile. Tiếp theo là mình sẽ dùng các cái API set day month year cũng như là giờ phút giây, vâng, để mình set cái ngày tháng năm chưa, cũng như là giờ phút giây default cho hệ thống. Mọi người có thể set giá trị tùy tùy biến của mọi người tùy nhé. Thế sau đấy thì ở đây là mình sẽ dùng cái API printing này để mình in ra ngoài màn hình LCD bên ngoài ấy, một cái chuỗi string chưa? Là đầu tiên là sẽ là ngày này, tháng này, năm này, sau đó thì mình cách ra một chút và mình print tiếp cái chuỗi string là giờ phút giây nhé. Thì như này mọi người có thể tưởng tượng được là cái màn hình LCD của mình ấy, thì nó sẽ hiển thị là ngày tháng năm trước, cách ra một ô và nó hiển thị tiếp là giờ phút giây. Đấy, nhưng khi mà mình hiển thị như thế thì mình đã đạt được yêu cầu nhé, đạt được yêu cầu. Ok, thì đấy đấy là phần code. Còn về cái phần hardware ấy, nối dây ấy, thì ở đây mình cũng có mô tả cho mọi người. Phần hardware nối dây thì mình sẽ mở cái phần QVIDE này lên phân tích mọi người. Phần hardware nối dây thì mọi người chú ý là nó sẽ có một số các cái mình cần chú ý như này nhé. Mình có hai chân, mình sẽ dùng hai chân là PB6 và PB7 để mà nối dây. PB7 thì nối vào chân SDA của màn hình LCD EIC, và PB6 thì mình sẽ nối vào chân SCL của màn hình LCD EIC. Đấy là hai chân quan trọng. Ngoài ra ấy, cái thằng màn hình LCD EIC ấy, nó sẽ còn hai chân nữa là chân VCC và chân GND, tức là chân nguồn và chân đất ấy. Đấy, thì hai chân này mình nối vào đâu, đúng không? Đấy, thì mình sẽ mở dùng sơ đồ nguyên lý mở đây. Mọi người chú ý đây là cái sơ đồ nguyên lý của cái board STM32F411 nhé, Nucleon chưa. Thì mọi người để ý trên mạch ấy, mình sẽ có hai connector là CN7 và CN10, được chưa? Đấy, thì cái thằng PB7 mình vừa mới đề cập ở trong QVIDE,
đây này, thì nó chính là cái, nó sẽ thuộc về cái connector CN7, được chưa? Mình chích vào nối vào điểm pin số 21 này. Đấy. Mình nối cái PB7 này với cái chân SDA của cái IIC gắn trên cái LCD ấy. Mọi người chú ý, đấy, mình gắn trên cái đấy. Chưa? Đấy là PB7. Còn PB6 thì nó sẽ nằm ở connector CN10. Đây, mọi người nhìn cái chân pin số 17 này. Mọi người nối cái PB6 này với cái chân pin là SCL của cái module IIC gắn trên con LCD nhé, mọi người chú ý. Chưa? Ngoài ra thì trên con module IIC đấy thì nó sẽ còn hai chân nữa, đúng không? Mình vừa nói là VCC và GND. Thì GND thì mọi người có thể chọn bất kỳ cái điểm đất nào ở trên mạch nối được. Ở đây thì mình nói vào chân pin số 8 ở CN7. Còn cái chân VCC tức là chân nguồn cho module IIC thì mình sẽ nối vào chân số 18 của CN7 nhé. Đấy, sau khi nối xong thì mình đã hoàn thành xong cái thiết lập phần cứng. Đấy, thiết lập phần cứng và mình sẽ nạp cốt vào mạch và chạy thử. Thế còn cái chi tiết về cái sơ đồ nối dây ấy, thì chắc là mình sẽ để ở trên cái website của mình nhé, thì mọi người có thể lên và nhìn cái hình minh họa trực tiếp cho nó dễ. Link website thì mình cũng có đính kèm ở dưới cái phần mô tả của video ấy. Nhá, mọi người xem và kích vào đường link sau đấy thì xem cái bài viết này của mình. Nhá, ok, đấy là về phần nối và phần cứng. Ok, thì sau đây mình sẽ chạy thử nhá, chạy thử cho mọi người cùng xem cái project của mình. Ok, mình sẽ build số code này. Ok, đã build xong đúng không? Thì mình sẽ tiến hành là chạy thử code debug này. Ok rồi, chắc là đến đây là cũng xong. Ok, thì đầu tiên là đối tượng IIC sẽ khởi tạo này, mình khởi tạo lên này. Mình sẽ đi đến phần init RTC đi, đúng không? Đấy, mọi người check kiểm tra RTC này. RTC status hold ok, tức là mình đã init thành công này đúng không? Không bị lỗi lầm gì. Đấy. Sau đấy thì mình sẽ init thằng LCD IIC. Mọi người nhìn chú ý nhìn vào đây này. Đúng không? Mọi người nhìn này, LCD status là true, IIC status cũng là ok, tức là mình đã init xong cái thằng LCD IIC path, không bị lỗi lầm gì. Tiếp theo là mình đã set ngày tháng năm default cho cái thằng RTC của hệ thống, cũng như là giờ phút giây luôn. Mọi người chú ý ở đây là mình set default là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023 nhé, 7 tháng 5 năm 2023. Và dưới là giờ phút giây là mình set cỡ tầm 8 giờ sáng. Mình set một cái ví dụ thôi. Ok. Cuối cùng ở đây là mình sẽ in ra ngoài màn hình bên ngoài. Chuỗi string của nó sẽ như sau nhé. Đầu tiên là mọi người nhìn này, mình gọi hàm get day và mình convert nó thành string này. Đúng không? Ngày này, tháng này, năm này, đúng không? Cách ra một đoạn này. Giờ này, phút này, giây này. Giờ phút giây thì sẽ liền kề nhau bởi dấu hai chấm, đúng không? Còn ngày tháng năm thì mình sẽ ghép nối string bằng cái suộc. Đúng không? Ok, thì mình sau khi mình đi qua hết các cái API này thì trên màn hình nhá. Mọi người để ý là nhìn, mọi người nhìn chú ý nhìn cái màn hình LCD, khi hết ba dòng lệnh này thì nó sẽ hiển thị lên trên màn hình LCD một cái chuỗi string ngày tháng năm cách trong một ô và giờ phút giây. Ở đây mình sẽ go tiêu đến cái đoạn này. Đấy, thì như mọi người thấy ở đây là trên này đã hiện rồi, đúng không? Mọi người nhìn này, 2 tháng 5 giờ phút giây. Đấy. Ok, mọi người nhìn thấy tại sao mà cái thằng 8 mình set là 800 đúng không, mà cái thời điểm mình đọc ra thì nó lại là 813, tức là cái nhịp debug của mình ấy, nó cái thằng RTC nó vẫn đếm khi mà mình ở trong cái mode debug đấy. Cho nên là khi mình go to đến cái mode này này, đến dòng này này, khi mình chờ đây, mình vừa phân tích code cho mọi người nhé, thì cái thằng RTC nó vẫn đếm, tức là cái thời gian phân tích code cho mình mọi người mình hết 1 phút 03 giây thì nó sẽ cộng thêm vào cái 8 giờ 00 kìa, thì thành 813.
nhé, mọi người chú ý đấy là tại sao nó hiển thị là 813 là như vậy. Okay. Đấy. Bởi vì ở đây mình có dùng cái hàm là đọc giờ phút giây ra mà. Đấy. Thời điểm này mình đọc ra muộn thì cái thằng RTC nó đếm nó lệch mất cái số 800 này rồi. Đấy, mọi người chú ý thế. Đấy thì nó sẽ hiển thị cho mình là 813. Đấy, mọi người chú ý không phải sai đâu mà là thằng bộ đếm thời gian thực là nó vẫn đếm. Đấy, ok. Thì đấy là cái phần demo cho cái khóa loạt bài học này của mình. Thì hy vọng là mọi người nhìn vào đây mọi người sẽ có thể hiểu được phần nào về cái cách thức element, phương pháp hướng đối tượng trong các cái hệ thống nhúng nhá. Thì thông thường người ta sẽ element như thế nào. Với đây là một cái cách thức element tương đối cơ bản thôi. Nhưng mà để cho mọi người có thể hình dung được là thực tế thì mình sẽ element code theo cái phương pháp hướng đối tượng thì nó như thế nào. Để giúp mọi người nó đỡ mông lung hơn khi mọi người đọc khái niệm là C cộng trong trong embedded nhá. Thì hy vọng là loạt bài học này của mình thì cũng giúp phần nào đấy cho anh em hiểu hơn đấy, về cái phương pháp hướng đối tượng này. Thì hy vọng sắp tới thì khả năng là mình sẽ cũng có update thêm một chút đấy. Và về những cái vấn đề mà mọi người cũng có comment trên cái kênh channel của mình, như là cái cách thức triển khai sụp code cho các cái đối tượng như thế nào, bởi vì là cũng có một số người hỏi mình là mình cũng chưa hiểu tại sao mà mình có thể là gom code cho các cái đối tượng vào được, đúng không? Đấy thì mình chắc là đợt tới thì mình cũng có update thêm một số các cái video liên quan đến cái việc mà làm thế nào, một số các cái mẹo để mình gen code và đẩy code từ code C thuần vào trong phương pháp hướng đối tượng, tách code từ code C thuần vào trong các cái đối tượng như thế nào nhé. Một số các cái mẹo nhỏ thôi. Đấy, mình cũng update thêm. Và hại là một cái tip nhỏ để giúp mọi người gen code nó không bị lỗi. Bởi vì mọi người khi mọi người dùng cái thằng Kube IDE này ấy, thì nó hầu hết nó chỉ hỗ trợ gen code dưới dạng là code C thôi. Và khi mình gen code dưới dạng C cộng cộng ấy, tức là mình gen dưới cái đuôi CPP ấy, thì ngay lập tức cái file main CPP này nó sẽ bị xóa ngay. Đây mọi người chú ý đây. Ở đây mình sẽ có một cái file gọi là file main CPP, đúng không? Đây xuống đây. Bình thường nó sẽ là file main.c. Nếu mọi người gen code bình thường của thằng IDE này nó sẽ xóa, nó sẽ gen thêm ra một file main.c nữa ở đây, thành ra nó sẽ bị lỗi. Đấy, mình sẽ cũng có một số file path để mình support mọi người nhá. Một số file path đây support anh em fix cái lỗi đấy, tạm thời workaround được. Thì những cái tip trick đấy thì mình sẽ khả năng bổ sung, mình sẽ bổ sung vào cái loạt bài học này nhá, dần dần cho mọi người nhá. Thì chắc là cái video này cũng dừng ở đây thôi. Thì hy vọng là gặp lại anh em trong các cái loạt bài học tiếp theo. Thì chúc mọi người học tập tốt nhé. Xin chào mọi người.